Các em thân mến, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em vẽ tranh tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động Thiếu nhi Đông Anh tự hào tiến bước dưới cờ đoàn năm học 2021-2022. Các em ạ, ý nghĩa của cuộc thi vẽ tranh này nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Chào mừng 81 năm ngày thành lập đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 1941, ngày 15 tháng 5 năm 2022, với mong muốn khơi dậy trong thanh thiếu nhi lòng tự hào truyền thống vẻ vang của đoàn, của đội. Hội đồng đội huyện Đông Anh triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề Thiếu nhi Đông Anh tự hào tiến bước dưới cờ đoàn. Đối tượng dự thi cuộc thi này là tất cả các đội viên thiếu nhi đang sinh hoạt và học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh. Thời gian tham gia và gửi bài dự thi từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 26 tháng 3 năm 2022. Các thí sinh có thể lựa chọn các nội dung sau để thể hiện tác phẩm của mình. 1. Thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đông Anh lần thứ 24. 2. Thể hiện được lịch sử hình thành và phát triển về vị trí, vai trò và đóng góp của Tổ chức đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các phong trào lớn, các hoạt động, các công trình, phần việc tiêu biểu của đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 3. Thể hiện được tình cảm, kỳ vọng của đội viên Thiếu nhi Đông Anh đối với Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện. Hình thức thể hiện, tác phẩm dự thi không hạn chế về màu sắc, chất liệu và hình thức thể hiện: màu bột, màu nước, sáp, sơn dầu, cắt, xé dán, chì màu. Kích thước tranh được thể hiện trên khổ giấy A3. Em cần ghi đủ nội dung, thông tin ở mặt sau tranh, bao gồm họ và tên, lớp, trường, tên tranh và ý nghĩa của tranh nữa nhé. Các em thân mến, các tác phẩm xuất sắc được khen thưởng cá nhân và gửi bài dự thi cấp huyện. Giải thưởng cấp huyện, ban tổ chức sẽ chọn ra và trao giải theo nhóm đối tượng khối tiểu học và khối trung học cơ sở miêu tả chi tiết tại ấn phẩm infographic. Các tác phẩm xuất sắc được lựa chọn trưng bày triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh lần thứ 24, nhiệm kỳ 2022-2027. Các em ạ, tranh cổ động là một loại hình nghệ thuật vừa mang tính đồ họa, vừa mang tính hội họa. Có nhiều khái niệm dùng cho loại hình này như tranh cổ động, tranh tuyên truyền, tranh quảng cáo, áp phích, nhưng có thể gọi chung đó là tranh tuyên truyền. Thông thường, một bức tranh cổ động thường có hai phần chính, đó là phần chữ và phần hình. Phần chữ thường thể hiện ngắn gọn, cô đọng và xúc tích. Phần hình ảnh có chắt lọc, thể hiện rõ thêm nội dung và ý tưởng của phần chữ đấy. Phân tích tên của chủ đề này, các em có thể chia làm 3 phần chính là Thiếu nhi Đông Anh, tự hào tiến bước dưới cờ đoàn. Với từ Thiếu nhi, cô gợi ý các em một số hình ảnh về các bạn thiếu nhi mặc trang phục của đoàn, của đội như sau nhé. Đây là hình ảnh các bạn thiếu nhi với tâm thế sẵn sàng, phấn khởi và tự hào. Tiếp theo, các em hãy chú ý đến những biểu tượng đặc trưng như huy hiệu đội, huy hiệu đoàn, cờ đoàn khi áp dụng đưa vào tranh cổ động với những bố cục rất đơn giản và đặc sắc. Các em
hãy phân biệt rõ giữa tranh cổ động và tranh đề tài nhé. Về bố cục, tranh cổ động gồm hình ảnh và chữ, còn tranh đề tài có hình ảnh chính và hình ảnh phụ. Về hình ảnh, tranh cổ động đơn giản dễ hiểu, còn tranh đề tài có nhiều hình ảnh tạo không gian xa gần. Tranh cổ động thường có chữ, ngắn gọn và dễ hiểu, còn tranh đề tài lại không có chữ. Về màu sắc, tranh cổ động thường có ít màu và màu sắc mang tính tượng trưng, còn tranh đề tài thường có nhiều màu sắc. Màu sắc của cả hai loại tranh đều rõ màu đậm nhạt. Cách vẽ một bức tranh cổ động, các em cần trải qua 3 bước. Bước 1 là chọn nội dung đề tài. Em hãy chọn một nội dung mà mình thích nhất về đề tài Thiếu nhi Đông Anh vững bước dưới cờ đoàn và chọn một khẩu hiệu ngắn gọn, xúc tích mà mình thích nhất nhé. Sang bước 2, em hãy phác thảo bố cục, có thể để ngang hoặc dọc phần giấy, phác thảo rõ phần chữ và phần hình. Sang bước 3, em vẽ hình ảnh và vẽ chữ vào phần đã phác thảo sao cho phù hợp với nội dung đề tài mà mình đã chọn nhé. Sang bước 4, em vẽ màu cho bức tranh của mình và em hãy lưu ý rằng tranh cổ động thường sử dụng từ 3 đến 5 màu. Màu sắc trong tranh tương phản và rõ đậm nhạt. Và bây giờ, cô mời các em tham khảo một số hình ảnh để có thêm ý tưởng làm bài thi vẽ tranh cho mình nhé.